Thời gian qua, báo chí tỉnh Đắk Lắk đã từng bước trưởng thành, khẳng định được vị trí vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của nhân dân. Báo chí đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hội báo Xuân là sự kiện văn hóa quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tạo khí thế thi đua phấn khởi cho các nhà báo, hội viên để có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc ngay trong những ngày đầu xuân mới. Năm nay, Hội báo Xuân diễn ra từ ngày 5 tháng 2 năm 2021 đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2021 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk với gần 100 đầu báo, 300 ấn phẩm các loại được trưng bày. Các ấn phẩm báo, tạp chí đặc san xuân khá đa dạng về hình thức, thể hiện sự đầu tư công phu của các cơ quan báo chí, nội dung phong phú, sâu sắc với chủ đề xuyên suốt, mừng xuân, mừng đảng, nhớ ơn Bác Hồ kính yêu và phản ánh thành tựu của các ngành lĩnh vực, địa phương. Về đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân cả nước nói chung, Đắk Lắk nói riêng trong điều kiện vượt khó, khắc nghiệt do đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Tân Sửu 2021 thêm đầm ấm, vui tươi. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã trao giải cho 22 tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2020, trong đó có 3 tác phẩm báo chí đạt giải A, 5 tác phẩm đạt giải B và 11 tác phẩm đạt giải C.